chỉ vì 1.200 đô la Mỹ mà có đến 8 người của một nhóm chống phá chế độ, nhà nước đã bị vào tù. Tám kẻ trong nhóm này có cái tên nghe rất kêu đó là nhóm hiến pháp. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nhóm hiến pháp đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình gây rối tại trung tâm quận Y, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018. Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2020, 8 bị cáo của nhóm hiến pháp đã được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân tối cao 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Tám người trong nhóm này bao gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Lê Quý Lộc, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng. Những kẻ phạm tội đã thừa nhận họ thường chia sẻ với nhau nhiều thông tin xuyên tạc chế độ, vu cáo cán bộ, công chức nhà nước. chẳng hạn Hạnh đã thừa nhận Y đã tổ chức nhiều cuộc họp với các thành viên để bàn bạc kế hoạch hành động. Y đã trực tiếp phát 81 video trên internet kêu gọi người dân xuống đường, đặc biệt là tham gia cuộc tổng biểu tình vào ngày 4 tháng 9 năm 2018. Tám bị cáo của nhóm hiến pháp sống ở nhiều nơi, nhưng chúng đã kết nối trao đổi ý tưởng, chống chế độ thường xuyên qua Livet Dreams và các bài viết trên Facebook. Nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, trong đó chúng thường xuyên xuyên tạc về việc thực hiện hiến pháp. Chúng cho rằng trong các hoạt động của mình, cán bộ, công chức nhà nước chỉ gây thiệt hại cho người dân. Nhiều vụ việc trong số này cũng đã được báo chí Việt Nam phản ánh, như vụ nâng điểm cho con cán bộ ở Hà Giang, Trước tòa họ nói, họ đã tự nguyện phổ biến hiến pháp và pháp, tất nhiên là theo cách hiểu xuyên tạc, bóp méo của mình, trên mạng nhất là trên mạng Facebook. Không dừng ở cái gọi là phổ biến hiến pháp, nhóm này còn chuẩn bị hung khí để chống cán bộ, công chức thi hành công vụ. Chẳng hạn hạnh thừa nhận đã phân phát 66 cây roi điện tự chế cho các thành viên tham gia của nhóm. Nhưng thực tế cho thấy số vũ khí này do các tổ chức nước ngoài tài trợ, cũng theo cáo trạng, nhóm hiến pháp thừa nhận nhiều tổ chức chống Việt Nam ở nước ngoài đã hứa sẽ tài trợ kinh phí cho nhóm nếu tổ chức được các cuộc biểu tình chống nhà nước. Cho đến khi bị bắt, các bị cáo thừa nhận đã nhận số tiền tài trợ của các đối tượng chống đối nhà nước ở nước ngoài nhiều lần. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhận tổng cộng 400 đô la Mỹ, Hồ Đình Cương nhận tổng cộng 800 đô la Mỹ, Trần Thanh Phương nhận tổng cộng 200 đô la Mỹ, tất cả mới chỉ có 1.200 đô la Mỹ. Về vụ việc này, sau nhiều buổi xét xử, có luật sư bảo vệ ngày 31 tháng 7 hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù, Hoàng Thị Thu Vang 7 năm tù, ba bị cáo Đỗ Thế Hóa, Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc 5 năm tù, Hồ Đình Cương, Hồ Đình Cương lãnh 4 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Phương 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Thị Hồng lãnh 2 năm 6 tháng tù. Về vụ án nói trên, tác giả bài viết ngắn này có mấy nhận xét. Một về tổ chức các thế lực thù địch thường quan tâm tìm kiếm, kết nối với các tổ chức, nhóm chống phá ở trong nước, thế giới ảo Internet, mạng xã hội là một địa chỉ hoạt động của những tổ chức chống phá hiện nay. Vì đây là địa bàn hoạt động chống chế độ dưới vỏ bọc quyền tự do ngôn luận. Đồng thời đây cũng là địa chỉ để chúng tìm gặp nhau dễ dàng. Hai về nội dung, hoạt động chống phá những kẻ bất đồng chính kiến, thường tập trung vào việc xuyên tạc chính sách, pháp luật, vào những mặt trái của xã hội từ đó bôi nhọ bản chất của chế độ, của đảng và nhà nước. Như mọi người đều biết, những mặt trái của xã hội thì ở đâu, thời kỳ lịch sử nào chẳng có, cho nên chúng không khó gì khi viết, nói về những hạn chế của xã hội ta. Ba về phương thức lách luật, thực tế cho thấy, bọn chúng thường dựa trên lô dích hợp pháp. Chẳng hạn như, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, quyền sử dụng Internet, mạng xã hội, theo hiến pháp và pháp luật. Có thể thấy, trận chiến trong việc bảo vệ chế độ nhà nước hiện nay chủ yếu trên thế giới ảo, Internet, mạng xã hội, trên trận địa này mỗi người dân người yêu nước đều cần và có thể là một chiến sĩ trước tiên mỗi người phải giữ vững niềm tin với đảng và chế độ ta nếu như trên internet mạng xã hội những thông tin xuyên tạc sai trái của những kẻ chống phá bị bác bỏ thẳng thừng những kẻ đưa thông tin bị vạch mặt thì chắc chắn các thế lực sẽ bó tay